Thưa quý vị, chương trình chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu đến năm 2025, thành phố thuộc 5 địa phương đứng đầu về chính phủ điện tử, kinh tế số chiếm 25% GRDP đến năm 2030. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh, phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Dữ liệu được chia sẻ rộng khắp toàn xã hội. Nhằm tìm kiếm các giải pháp đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số của thành phố, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền số, chất lượng dịch vụ hành chính công đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Vào sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các đơn vị đã khai mạc tuần lễ chuyển đổi số với chủ đề Công nghệ số động lực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Tuần lễ chuyển đổi số là một trong những chương trình điểm nhấn của chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia tại thành phố, diễn ra từ ngày 22 đến 23 tháng 10. Tuần lễ chuyển đổi số bao gồm hoạt động triển lãm công nghệ và chuỗi hội thảo, gồm một phiên toàn thể và 6 hội thảo chuyên đề. Thông qua các hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý sẽ chia sẻ những định hướng giúp khai thác tiềm lực của các giải pháp, ứng dụng công nghệ trong việc giải quyết các bài toán chuyển đổi số tại các lĩnh vực hạ tầng số, an toàn, an ninh thông tin, công nghệ vi mạch bán dẫn, du lịch bền vững, trí tuệ nhân tạo AI, văn phòng số, đô thị thông minh. Trước đó, khu triển lãm công nghệ đã chính thức khai mạc đón khách tham quan trong suốt 2 ngày. Triển lãm có hơn 50 gian hàng, gồm 2 khu vực thành phố Hồ Chí Minh trưng bày, giới thiệu những dịch vụ nền tảng số từ các sở ngành địa phương và khu vực trải nghiệm các công nghệ đổi mới sáng tạo, giải pháp ứng dụng chuyển đổi số từ các tổ chức doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu trên địa bàn thành phố.